Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã công bố lần 2 dự thảo phương án tăng tuổi nghỉ hưu so với lần 1 đã có những thay đổi đáng kể. Cụ thể, dự thảo lần này đưa ra hai phương án. Phương án 1 là tiếp tục giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như hiện nay, nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi. Phương án 2 là tăng tuổi nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và mỗi năm tăng tuổi nghỉ hưu thêm 6 tháng, cho tới khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. Và một lần nữa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tái khẳng định việc không nên điều chỉnh tăng tuổi hưu khu vực sản xuất trực tiếp. Vì công nhân còn đưa ra kết quả khảo sát, 100% công nhân không muốn tăng tuổi hưu, thậm chí còn muốn giảm tuổi hưu xuống. Theo Liên đoàn Lao động Việt Nam, đa số lao động Việt Nam hiện nay làm việc trực tiếp trong các ngành nghề thâm dụng lao động, khó mà làm việc được tới 50-60 tuổi. Nếu phải kéo dài thêm thời gian chờ lãnh chế độ hưu, những lao động này sẽ rất thiệt thòi. Nói cách khác, theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, thì những người có nhu cầu chậm về hưu đại đa số không phải là công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Chắc chắn dự thảo này sẽ còn tiếp tục gây tranh cãi khi hiện nay đã có những luồng ý kiến về việc đang có hàng trăm ngàn cử nhân thất nghiệp trên khắp cả nước. Bên cạnh vấn đề đào tạo, thì một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng thất nghiệp này là không tìm được cơ hội ở những công việc đã đủ chỗ ngồi.